Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong đoạn lời Chúa chúng ta vừa nghe thuật lại về cuộc thương khó của Chúa Giêsu theo Tin Mừng Thánh Mát-cô. Cuộc thương khó nói về một biến cố hết sức quan trọng. Quan trọng bởi vì bản án của Chúa Giêsu Ngài mang lấy, chính Phi-la-tô cũng đã công nhận Ngài không có lỗi gì trong vụ này. Nhưng chỉ vì là ghen tức, chỉ vì là họ muốn loại trừ sự hiện diện của Chúa Giêsu là ánh sáng đã soi vào những bóng tối, sự hiện diện của Chúa Giêsu đã phá đi những việc làm bất chính của con người. Chính vì thế mà sự giữ đã tìm cách để loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi sự hiện diện này. Và như thế Chúa Giêsu cũng đã đón nhận và chấp nhận cái tội của nhân loại, của con người. Trong đó chúng ta thấy biết bao nhiêu những người khác đã tìm cách để kết án Chúa Giêsu, như là những người cũng đã được thụ hưởng trong cái ơn phúc mà Ngài đã làm cho qua những dấu lạ, qua những việc giảng dạy, vân vân. Thế nhưng họ vẫn quay lại để kết án, giơ tay lên để đóng đinh Chúa vào thập giá. Tội lỗi của chúng ta, chính Chúa đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để khi con người chúng ta nhìn nhận thập giá chính là một mầu nhiệm cứu độ, chúng ta nhìn vào thập giá là vinh quang của niềm tin chúng ta, thì đó chính là một ơn cứu độ đã đến cho tất cả những ai sẵn sàng nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Vâng, thưa anh chị em, có lẽ chúng ta qua bài thương khó này, chúng ta sẽ kết án những người Do Thái ngày xưa tại sao họ lại làm những chuyện bất chính như vậy. Chúng ta sẽ đặt hỏi tại sao những người Do Thái họ không xem xét kỹ, họ không nhìn trước trông sau để rồi họ kết án. Nhưng thưa anh chị em, nếu ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng sẽ xuất hiện với tất cả cái sứ mệnh của một vị đấng thiên sai đến trong cuộc đời chúng ta cũng sẽ kết án. Bởi vì biết bao nhiêu những tội lỗi của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta vẫn đóng đinh Ngài, chúng ta vẫn tuyên bố để mà kết án, loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời này. Có lẽ ông bà anh chị em chúng ta cũng sẽ thấy một xã hội ngày hôm nay thật nhiễu nhương, mà người ta nói là nếu như chúng ta thật thà quá, thẳng thắn quá, đi theo con đường của Chúa, thì thật thà thẳng thắn đó sẽ thường là bị thua thiệt. Cho nên họ phải tìm cách làm sao đó là lươn lẹo lật lừa để người ta còn lên lương, để có thể là cuộc sống của họ được thoải mái hơn, được vinh dự hơn. Và họ sẽ lấp liếm đi những việc làm, những tội ác của họ bằng những việc làm hết sức khủng khiếp. Chúng ta thấy biết bao nhiêu những người xem ra có những trách nhiệm, có những cái uy quyền của mình, để thay vì dẫn dắt cho người dân, dẫn dắt cho những người đi sau, thì họ lại làm những chuyện bất chính và tìm mọi cách để lấp liếm đi, ta bịt bổ mối và sẵn sàng để giết hại anh em của mình. Và trong gia đình chúng ta cũng vậy, nhiều khi chính những người con, chính những người cha, những người mẹ tìm cách để hại con cái của mình, rồi con cái tìm cách làm hại cha mẹ. Cách đây mấy ngày chúng tôi có đi giảng ở một nơi kia, thì khi đến thăm một gia đình, một bà cụ, bà cụ chỉ rơi nước mắt và muốn chia sẻ với chúng tôi. Và thưa cha, năm nay con đã 87 tuổi rồi, con thấy sức khỏe con mỗi ngày một kém đi, không còn được tỉnh táo, không còn được nhanh nhẹn nữa. Nhưng mà hình như Chúa vẫn cứ để cho con phải đau khổ. Con đau khổ suốt cả cuộc đời rồi cha ạ. Khi còn trẻ, con còn sức khỏe thì con vất vả làm ăn lo lắng cho con cái. Nhưng khi về già, đến tuổi không còn sức khỏe nữa,
thì con nó lại vẫn tiếp tục làm khổ con. Thế thì tôi có hỏi là, thế thì ai làm khổ bà? Có đứa con nào cụ thể làm khổ bà như thế nào? Thì bà trả lời, thưa cha, con có đứa con út của con, năm nay 30 mấy tuổi rồi, mà nó rơi vào tình trạng xì ke ma túy, nó chôm chĩa, rồi đã ăn trộm ăn cắp trong gia đình đã đành, mà nó còn đi ăn trộm ăn cắp của người khác nữa. Người ta biết được, người ta đến, ta mắng vốn con lại phải tìm cách đền bù cho họ. Rồi bây giờ nó lăng nhăng hết người này đến con kia, bây giờ nó 2-3 đứa con rơi rồi, mà nó chẳng đứa nào nó ra đứa nào hết. Con nhìn thấy mà con khổ tâm quá, không biết đến bao giờ con của con nó mới được yên ổn được, nó mới được khỏi phạm tội. Một người mẹ tâm sự. Vâng thưa anh chị em, đó là một hình thức mà con người ta vẫn cứ đóng đinh nhau, đóng đinh Chúa và thập giá. Họ đang kết án Chúa bằng những việc làm bất chính. Khi nói đến đây thì chiều nay tôi có một cú điện thoại gọi đến và xin tư vấn. Một cú điện thoại nói là, thưa cha, con biết con là người có tội, nhưng con đi xưng tội thì cha đuổi con ra, cha không cha giải tội cho con nữa. Thế hỏi vậy thì xin lỗi bạn, tội bạn mà tội gì mà bạn bị đuổi ra? Thì sau khi bạn đã kể cái tội đó ra thì tôi có nói là, vậy thì bạn có muốn chừa tội không? Bạn có muốn bỏ, dứt khoát từ bỏ con đường tội lỗi đó không? Thì bạn đó đã trả lời, thưa cha, con chưa muốn bỏ, con vẫn còn trong cái tình trạng đó, và con muốn, vẫn còn muốn nó nữa, cho nên con chưa bỏ được. Bảo cha không phải là cha giải tội ngày đuổi bạn đâu, mà bởi vì chính bạn đã từ chối ân sủng của Chúa. Cha muốn giải tội cho bạn lắm, nhưng mà bởi vì bạn đã từ chối trong những cái điều kiện để bạn xưng tội, cho nên bạn nhớ lại đi, cái thời gian bạn học giáo lý bạn cũng đã biết là việc xưng tội của chúng ta gồm có 4 điều kiện để chúng ta xưng tội. Cho nên thứ nhất là chúng ta xét thấy chúng ta có tội. Bạn thấy bạn có tội không? Mà thưa cha, con có tội. Vậy thì thứ hai, bạn đã ăn năn dốc lòng chừa chưa? Thì bạn đã lắc đầu, thưa cha, con chưa. Và đó chính là một cái điều kiện mà mình xưng tội không thành. Không phải là Chúa không tha, không phải là cha không giải tội cho chúng ta, mà chúng ta đã cố tình từ chối ân sủng của Chúa, cố tình từ chối việc mà Chúa ban ơn cho chúng ta. Chúng ta có thể nói cách khác, cái hành vi đó là hành vi mà người ta vẫn đóng đinh Chúa vào thập giá đó. Người ta vẫn cứ mang cái tội mà Chúa vẫn cứ phải gánh, Chúa vẫn cứ phải vác, và Chúa vẫn phải chết trên thập giá. Và thưa anh chị em, và đó chính là điều mà ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến việc cuộc thương khó của Chúa Giêsu, chính là Chúa đã chết thay tội lỗi cho chúng ta. Những việc chúng ta làm xem ra người khác người ta không biết, nhưng mà Chúa vẫn cứ gánh, Chúa vẫn cứ mang lấy để mà tha tội cho chúng ta. Vậy thì tưởng nhớ việc Chúa Giêsu chịu thương khó đó, chính là mỗi người chúng ta nhìn nhận về tình thương của Thiên Chúa đang dành cho chúng ta. Và đồng thời chúng ta hãy sống như thế nào trong đời sống đức tin của chúng ta, và ân sủng đó Thiên Chúa đang ban tặng cho chúng ta một cách nhưng không, để rồi chúng ta sống cái đức tin đó giữa lòng thế giới ngày hôm nay, để đời sống của chúng ta không phải trở nên một cái búa hay một cái đinh để chúng ta kết án Chúa, mà chúng ta hãy làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên một mầu nhiệm yêu thương và quảng đại, đón nhận và tha thứ cho nhau. Amen.